Xanh cây cỏ, tiếng cỏ sương theo gió vắng xa xa. Ngồi bên nhau dưới gốc đa già, tình xuân đượm trang hoàng trên sông. Cả một trời xuân hè giữa nơi thôn vắng, men đời vương hoa lắm. Anh vui thấy mà tốt đồng mà xanh dưới gió xuân thơm lành. Mơ ngày mai kết sẽ duyên tình dưới một mái nhà xinh xinh. Trong lo rơi như những con bướm lượn à, theo cơn gió nhẹ cuốn đi xa xa. Mây trôi che khuất ánh dương hồng giữa cái quãng trời mênh mông. Em nghe chăng tiếng chim reo mừng trong những hàng cây xanh. Ở kìa, chỉ ở đây mà em đi kiếm khắp đầu trên phương dương. Vậy ra ruộng từ mới hừng đông, cây hơn nữa không mà rồi. Ủa, có anh Nhân ở đây nãy giờ em quên chào, thật là nghiệp vô tâm. Em ra đây kiếm chị em chi vậy? Thì có chuyện ơi kiếm chứ chi, lâu lâu gặp thanh hỏi thật là kì. Thôi đi về chị hai. Kìa, nhưng em xem chị cây chưa rồi bỏ nữa chừng hay sao? Thì chị mượn ai cấy tiếp đi, cha kêu về có chuyện gấp đó. Có chuyện gì với em qua? Có người ta đi coi mắt chị hai em. Thôi đi về chị hai. Anh Nhân, em chờ anh từ đầu hôm tới giờ, anh có hay gì chưa anh? Anh hay rồi, em quyết định lẽ nào? Anh à, em không thể tự quyền quyết định, bởi không muốn cho cha lúc tuổi già còn mang nặng phiền lo. Nghe là bến sông xưa sắp dâng bông con đò, bởi cô lái để nhổ neo về bên khác. Em đâu phải đáng tâm bội bạc, mà cha của em cũng chẳng phải là người phụ khô tham sang. Nhưng gian cờ đời cũng như gian cờ duyên. Người nhiều tiền bạc bao giờ cũng thăng. Anh Nhân, anh có giận em không? Anh cứ nói thiệt cho em biết đi anh. Anh có giận, nhưng anh chỉ giận đời trao chắc, giận lòng người, giận nguyệt lão xe lơi, giận tình duyên và giận cả đất trời. Chứ anh đâu nỡ giận người bạc phước. Rồi đây em sẽ về tay người khác, tuy không thương nhưng cũng gọi bằng chồng. Rồi đây ngày rước dâu em làm lễ tơ hồng, là ngày anh liễm xác một mối tình tan vỡ. Em ra đi như một ngày xuân qua nở, xác pháo hồng như xác vỡ mảnh tim côi. Sắc pháo hồng bay lấp nguyệt hồn tôi, biết mấy kiếp luân hồi cho trắng nợ. Anh Nhân ơi em phải tan bởi nợ báo sinh dù gian dở, nhưng em cũng được trả xong mối nợ gia đình. Thì ra
chia rẽ mối tình nồng đượm của đôi ta. Nhiếp dài giá gạo gần ta, đầu tôn dân vắng trong đà tan canh. Anh về sống một mình anh, còn em lúc đi lại với tuổi tanh bay tàn. Trộm. Nó đây rồi, anh em đâu? Dạ. Làm ơn trói chặt nó lại giùm tôi nghe chưa? Dạ. Tôi có làm gì đâu mà mấy ông trói tôi. Mày ăn trộm nhà cậu hai, gói đồ còn sờ sờ để mà mày còn chối nữa hả mày? Cậu hai, tôi ăn trộm nhà cậu hồi nào cậu hai? Hồi nào tụi mày biết chứ làm sao tao biết được mày. Mày ăn trộm nhiều thứ lắm chứ không phải là một cái đồ này thôi. Tôi ăn trộm thứ gì của cậu nữa chứ? Thứ gì thì mày về công sở rồi mày sẽ biết. Anh em đâu? Dạ. Dẫn nó đi. Dạ. Anh Nhân, tôi đến thăm anh nè anh Nhân. Bữa nay em ra đây trước là thăm anh, sau cho anh ấy một chuyện buồn. Ngày 12 tháng 8 tới đây là ngày chị Liên tôi đi lấy chồng. Liên đi lấy chồng? Nhưng chồng Liên là ai? Còn ai khác hơn là cậu hai nợ. Phải mà, kim tiền thế lực, người vô tội còn bị tù bị rạc, thì một đóa hoa xinh thắm dễ gì mà toàn vẹn sắc hương. Nhưng chị Liên tôi vẫn sầu tuổi như thương, và tưởng tiếc một mảnh tình ngang trái. Anh thử nghĩ một người con gái tuổi lớn khôn phải cất bước theo chồng, rủi gia đình gặp cảnh khó khăn, vì chữ hiếu nên cam đành lỗi hẹn. Rồi đây ngày xuất gia, Liên đi gió mịt mù, vui cười dưới giọt mưa thu. Còn tôi giữa chốn lao tù nhớ ai? Không anh Nhân ơi, chị Liên tôi làm sao cười vui cho được, bởi chị đã mang một bào thai trước khi cất bước theo chồng. Trời, Liên đã có thai rồi. Giọt máu tình chung đã mang nặng bên lòng, sở dĩ chị tôi không ở môi cho anh được biết, bởi mỗi người đã có một đường đi. Lỡ rồi thương tiếc mà chi, đời qua tôi có còn gì mà mong. Từ anh chịu cảnh lao lung, ngày đêm chỉ vẫn nhớ nhung ưu phiền. Ngày mai Liên đã sang ngang, giọt máu bên đàn bỏ rơi. Em qua ơi anh giai, trời cho anh được yên lành mạnh khỏe, để chờ ngày ra khỏi cảnh cầm giam. Nhưng khi mãn tù rồi thì mọi việc cũng đã thay đổi, chỉ Liên em thì có chồng, nẻo ai nấy đi, còn đường ai thì nấy bước. Trời đã sẵn dành cho một con đường, dù cam go gây góc cả hai phải dẫm lên. Đâu dám cãi qua số mạng, khiến cho mẹ cha thêm buồn tối thân già. Rồi đây chị Liên em thì êm ấm gia đình, anh cũng sẽ vui pha niềm thương nỗi nhớ. Từ đây mỗi kẻ một đàn, đừng nên gửi đắm cho tàn năm xưa. Anh Lập, sao mấy ngày nay anh không xuống chài vắt lúa? Thì mắc lo câu chuyện làm ai cái thằng Nhân cho em đó. Nè, bây giờ em viết cho anh cái thơ đi, anh lãnh mạng đưa cho nó. Em đâu biết viết cái gì bây giờ. Không biết hay không? Rồi, để anh nói cho em viết nha. Tao nói văn của anh thì nó mùi lắm. À, anh nói đi. Nghe nha. Anh Nhân ơi, mỗi đêm khi nghe mưa rơi lộp độp trên mái nhà, thì ếch nhai ảnh ương các kẻ đồng kêu lên một lượt rất não nùng ai quan. Ê, nói cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi, văn chương tan vậy mà kỳ. Nghe em. Rồi, em giỏi em viết đi. Thôi, để em viết. Rồi chưa? Rồi đó. Rồi không?
Được, đưa đây. Ôi, thằng Nhân nó tới kìa. Em bước ra nhà sau đi để anh nói chuyện nó nghe không. Anh Nhân, có thơ của anh nè. Đó, mở ra coi đi rồi biết. Thôi tôi đi nghe không. Anh Nhân, cô Huệ, xem qua mấy dòng chữ trong thơ, tôi cảm ơn cô Huệ có lòng thương tưởng, nhưng tôi chưa có lòng nào nghĩ đến chuyện thất gia. Tôi không thể đáp lại lòng quý mến của ai, bởi tim tôi đã rạn nứt vì một vết thương còn rỉ máu. Thế ra anh đã có người yêu rồi. Phải, tôi đã yêu và được người yêu lại, nhưng định mệnh khắc khe nên đôi lứa phải xa nhau. Nàng ra đi buổi ấy lễ tuôn trào, cắm bội bạc để cho tròn chữ yêu. Ngày mà nàng bước lên xe qua ngập đường đầy sắc pháo, cũng là lúc tôi lìa bỏ quê xưa để lãng quên đi những kỷ niệm đau buồn. Tôi là một kẻ không may thất bại giữa tình trường, từ đó tôi đành sống trong câm lặng, bởi cõi lòng đã chết hẳn tình thương. Tôi không còn mơ chuyện yêu đương, vì quả tim tôi vẫn còn khắc ghi một bóng hình yêu dấu. Dù xa nhau vĩnh viễn, nhưng bổn phận làm thì con phải tròn chữ hiếu ân tình. Cô Huệ, tuy tôi và Huệ không duyên dai ngẫu, nhưng mối cảm tình xin ghi tạc ở thâm tâm. Xin giả từ ai và một mối hận lòng, tôi đi tìm quên lãng trên quãng đường vô định. Chào cô Huệ. Anh Nhân, sương đêm rơi gió tối lạnh lùng thâu đêm, ngồi bên đèn tư lương lệ rơi theo tiên trong canh tàn, văng vẳng tận cuối làng. Mười năm trời hầu quen dưới đắng cay, bao nhớ tương tán năm dần phai, nhờ con mà lòng nguôi cố đau, trong gió sương ai thâu chua lòng nhau. Mẹ ơi, khuya rồi, sao mẹ chưa đi nghỉ mẹ? Mẹ ráng đan cho xong cái áo này cho con, trời sắp lập đông rồi con à. Sao mẹ không đan cho mẹ? Mẹ không lạnh sao? Mẹ lạnh lắm chứ. Con ơi, mẹ lạnh lẽo đã mười năm chẳng, kể từ ngày xuất gia du quy, quen cô đơn quen cả tiếng nặng nề, thì áo đâu đủ ấm lòng của mẹ. Chắc tại cha con hay la rầy mẹ và hay đi chơi khuya nên mẹ buồn hả mẹ? Bữa nay chắc cha con không về đâu. Mẹ đi nghỉ đi, hơi sức nào mẹ chờ. Không con à, tuy mẹ biết cha con về trễ, nhưng dù khuya mẹ cũng vẫn đợi chờ. Cầm kim đăng mà đôi mắt lệ mờ, con đâu có hiểu nỗi niềm riêng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy vào trong nghỉ ngơi, vì đêm đã về khuya. Cha của con trong đêm nay chắc khi ổng không về. Mẹ thao thức hoài nên hao mòn trí não tâm tư. Con thấy mẹ hiền dường mà đau khổ đã mấy năm dư. Con hãy yên tâm nghỉ sớm đi rồi mai sáng đến trường. Ráng học cho siêng, hầu mai sao con đỗ đạt nên người. Đời của mẹ
thì an ủi có một mình con. Trong chuỗi ngày dài đầy sầu túi heo vuông. Mình về ra mình. À tôi nghe rồi, để tôi ra tôi mở cửa cho mình. À, giờ này mình còn thức làm chi đây? Tôi thức để chờ mình. Chờ tôi, ai biểu mình chờ? Dù không ai biểu, bổn phận của tôi cũng phải thức để chờ mình về. Bổn phận hoài. Phải mà. Cái bổn phận của mình nó nặng nề quá. Nhưng mà điều nó còn thua. Nó thua cái bổn phận của cái thằng tôi. Bổn phận của tôi là phải trả một món nợ đời. Tôi đã tốn gần 50,000 bạc để cưới một con vợ thừa của thiên hạ. Thôi lại mình mà. Chuyện đã gần 10 năm nay rồi mà mình cứ nhắc lại hoài à. Nhắc lại để cho người ta nhớ chứ. Trời ơi, ai cưới vợ còn mong hưởng của hồi môn của vợ. Chứ cái thằng này nhào vô thì phải lãnh nợ hết mấy chục ngàn đồng. Mà rồi còn phải nuôi thêm một cái lão già. Nay thì chóng mặt, mai thì đau lưng. Vì một cái đám em vợ toàn là trời ơi cái đồ ăn hại mà. Trời ơi, ông làm ơn ông sập trời đi. Ông sập xuống đi để cho chết hết cho rồi cho nó rảnh đi. Trời đất ơi, tôi đâu làm gì nên tội. Ông đành bắt tôi con gây chữa quan. Thà mình giết tôi đi chứ tôi không nghe những lời nặng nhẹ. Trót ghê 10 năm nay tôi chịu bao tiếng đắng cay. Được rồi, mày sẽ được vừa lòng bởi tao để có sẵn con dao. Tao sẽ giết chết kẻ nào mà toàn dám chống lại với tao. Mình nhậu ở đâu rồi về đây rầy con mắng vợ. Đêm ngày say sưa không sợ tiếng cười chê. Ngon quá, bữa nay là dám đôi co với tao. Được rồi, mày thấy không? Mày thấy cái gì đâu? Không? Trời. Mày thấy không? Tao sẽ giết. Trời ơi, bỏ đi tao. Trời, cha con đã chết. Mẹ ơi, cha con chết không phải tự nơi tay của mẹ. Nhưng tội giết người pháp luật có dung tha. Con ơi, thân mẹ đi chịu biết mấy phong ba. Còn hứng lấy 100,000 nắng khổ. Mẹ ơi, dù mẹ không có tâm gây ra án mạng nhưng cũng có mong tránh khỏi cảnh lao tù. Từ đây biết lấy ai dạy dỗ con khờ. Cha con đối với con như người xa lạ. Tôi một ngày cứ đánh đập rầy la. Con còn nhỏ dại biết chi. Ngày đêm nhìn mẹ ai hoài thở than. Lão tù mẹ phải vướng mang. Bơ giờ con trẻ lầm tháng một mình. Đâu ai giết người? 12 phải không? Anh em đâu? Bắt 12 đem về công sở mau. Dạ.